Fly Random, hân hạnh là nhà tài trợ vàng và đồng hành cùng bạn trên hệ thống của Random Football. Sau trận đấu giữa Luton Town và Manchester United, rõ ràng là người hâm mộ Quỷ Đỏ ai cũng ba máu sáu cơn vì các cầu thủ Quỷ Đỏ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, và chính Erik ten Hag cũng không hài lòng về điều đó. Ông lên tiếng khi hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội từ trận này sang trận khác và cập nhật tình hình về chấn thương của hậu vệ Luke Shaw. Ngoài ra, điểm nhấn chính của buổi trò chuyện này chính là tiết lộ khó tin về cậu út Kobbie Mainoo, người tiếp tục gây sốc cho làng bóng đá với một màn trình diễn tuyệt vời ở độ tuổi trung học của mình, bên cạnh hai phát biểu của Andre Onana và Rasmus Højlund. Dưới đây là chi tiết buổi họp báo sau trận trên MUTV. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Xin chào Erik, ông nghĩ gì về các cầu thủ trẻ đang tỏ ra rất nổi bật lúc này? Vâng, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn của cả Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund và Alejandro Garnacho. Họ đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ Kobbie trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình khá nhiều, thậm chí là còn tiến bộ theo từng trận, và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Lý do vì sao ông rút Harry Maguire và Casemiro ra khỏi sân? Tôi nghĩ trận đấu đã diễn ra theo hướng đó, có rất nhiều áp lực từ trọng tài. Cả hai đều có nguy cơ nhận thêm thẻ, trong khi chúng tôi có những sự thay thế tốt với Johnny Evans và Scott McTominay. Vì vậy, chẳng có lý do nào lại không rút họ ra. Chúng tôi không muốn chấp nhận rủi ro đó, và thực tế là đội đã phải hứng chịu nhiều thiệt thòi kiểu như thế này ở mùa giải năm ngoái. Với 4 trận thắng liên tiếp ở ngoại hạng Anh, ông cảm thấy tình hình đã tích cực hơn sau giai đoạn đầu chưa? Đôi khi, United thật dễ bị tổn thương vì chúng tôi không tận dụng được cơ hội, nhưng các cầu thủ nên ghi được nhiều bàn thắng hơn. Sau khi dẫn 2-0, đã có những cơ hội lớn cho Rashford và Garnacho, có thể đã là 3-0 hoặc là 4-0. Chúng tôi lùi quá sâu và cho phép họ có những đợt tấn công bằng cách chuyền bóng và rất nhiều cú sút cùng với một số cơ hội. Sau giờ nghỉ, họ đã tăng áp lực lên, còn chúng tôi chỉ ăn với bỏ lỡ cơ hội. Mặt khác, Luton Town đã có vài trận thua trong mùa giải năm nay, nhưng chỉ có 2 lần họ thua với cách biệt hơn 2 bàn. Vì vậy không dễ dàng gì để bạn chơi bóng ở đây. Ngoại trừ tuần trước, màn trình diễn và kết quả của họ rất tốt. Cách chúng tôi bắt đầu là hoàn hảo, nhưng điều duy nhất United không làm được là trở nên sắc bén hơn trước khung thành của đối thủ. Nếu cải thiện được điều đó, bạn sẽ thắng 5 bàn dễ như lấy đồ trong túi. Ông nghĩ gì về nhận định Casemiro bị trọng tài ghim? Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, nhưng có vẻ là ngay cả khi Casemiro không chạm vào đối thủ, chàng trai này vẫn phải nhận thẻ. Điều đó diễn ra khá thường xuyên ngay từ những phút đầu của trận đấu, và tôi nghĩ hôm nay cũng tương tự. Tôi nghĩ thẻ phạt đầu tiên của KC thật không công bằng. Trọng tài có thể dễ dàng rút thẻ thứ hai, và đó là lý do chúng tôi rút cậu ấy ra khỏi sân. Thật khó để làm gì khi bạn thậm chí không chạm vào đối thủ rồi bạn phải bị nhận thẻ. Chắc cậu ấy không có ấn tượng tốt kể từ sau cái bóp cổ năm xưa. Ông sẽ nói gì về phong độ tuyệt vời của Rasmus Højlund? Chúng tôi rất hài lòng với công tác chuyển nhượng hè qua, nhưng bạn cần những nhân vật phù hợp, và cậu ấy có thể thi đấu tốt dưới áp lực. Khi mọi thứ đi ngược lại với Rasmus Højlund như trong nửa đầu mùa giải, cậu ấy có khả năng và tính cách để vượt qua. Chàng trai này quyết tâm ghi bàn, và đó là điều chúng tôi đã tuyển chọn cậu bé. Rasmus Højlund cần một số sự hỗ trợ, vì không dễ dàng gì khi bạn còn trẻ. Nhưng nói chung, cậu ấy đã giữ bình tĩnh, và bạn có thể thấy khả năng của cậu ấy. Tôi cũng muốn nhắc đến rằng, ban đầu Rasmus Højlund không gặp may mắn. Cậu bé đã ghi được một số bàn thắng nhưng đều không được công nhận. Ví dụ như là bàn vào lưới của Brighton, và nó đã bị hủy bỏ và không ai biết tại sao. Những khoảnh khắc đó quan trọng, đặc biệt khi bạn vào một giải đấu mới, đặc biệt là cho một tiền đạo để xây dựng một số sự tự tin. Rasmus Højlund là một chiến binh, và cậu ấy tiếp tục tiến lên và có những khả năng tuyệt vời trước khung thành. Ông có nghĩ rằng Rasmus Højlund sẽ trở thành sát thủ hàng đầu không? Tôi cho rằng còn nhiều lĩnh vực cậu ấy có thể cải thiện, nhưng khả năng ghi bàn của Rasmus Højlund đã rõ ràng. Tôi nghĩ từ tháng 9 trở đi, chúng tôi đã thấy rằng Rasmus Højlund ở đây và đang chứng minh điều này trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như là khả năng giữ bóng khi trung vệ đối phương ở đằng sau lưng cậu ấy.
Ông nghĩ sao về sự trở lại của Casemiro trong chuỗi trận toàn thắng gần đây? Bạn có thể thấy bây giờ đây, cậu ấy đã trở lại cùng với cả đội và mang lại rất nhiều cho chúng tôi. Đó là tổ chức và sự bình tĩnh. Chúng tôi rất vui mừng vì kể từ khi Casemiro trở lại, đã có một sự nâng cao đẳng cấp cho toàn đội. Vậy chấn thương của Luke Shaw hiện tại ra sao? Không, chúng ta cần đến ngày mai để biết chi tiết. Không ai chẩn đoán được tình hình chỉ sau vài phút hoặc vài giờ đồng hồ cả. Xin chào Andre Onana, anh nghĩ gì về trận đấu này? À vâng, ghi hai bàn từ sớm là cách mà bạn giành chiến thắng một cuộc chơi. Nhưng dĩ nhiên chúng ta phải bên nhau trong những khoảnh khắc tốt đẹp và tồi tệ. Khi mọi thứ không suôn sẻ, toàn đội cần đoàn kết lại. Và những gì United thực hiện trước Luton nhìn chung tốt đẹp. Và đó là con đường mà chúng tôi phải đi theo vì mục tiêu Champions League. Nhìn chung tôi không bàn hay hoặc dở, chỉ cần bạn giành chiến thắng là đủ. Anh nghĩ gì về Luton Town? Chúng tôi thi đấu với một đối thủ khó chơi, sân vận động thì lại quá nhỏ. Họ rất khó khăn khi đá trên sân nhà và chúng tôi đã mong đợi một trận đấu khó khăn. Nhưng như tôi luôn nói, chất lượng là ở đó. Tôi rất vui vì những chiến thắng và hy vọng sẽ tiếp tục như vậy trong mùa giải năm nay. Phòng thay đồ có tâm trạng như thế nào sau trận thắng này? Vâng, 3 điểm giúp chúng tôi tự tin hơn. Bạn biết đấy, tất cả chúng tôi đều hạnh phúc khi giành chiến thắng, đặc biệt là loạt trận đấu này. Bởi vì 3 điểm rất quan trọng để chúng tôi chiến đấu cho top 4. Nhưng như tôi đã nói, nó sẽ luôn giữ chúng ta ở bên nhau, khi khó khăn cũng như dễ dàng. Đây chính là động lực mạnh mẽ cho chúng tôi và nó khiến chúng tôi rất vui. Xin chào Ramus Soydun, anh có thể chia sẻ về các bàn thắng sớm của mình không? Tôi nghĩ điều gì đó có thể xảy ra. Tôi có tốc độ rất tốt nên tôi kéo quả bóng ra xa tầm với của thủ môn bằng chân trái và có thể ghi bàn từ góc độ đó. Tôi không chắc chắn sau pha chạm bóng rằng liệu nó có thể vào lưới hay không, nhưng cuối cùng đó là một bàn thắng đẹp. Vậy bàn thắng thứ hai thì sao? Nhiều người nói đó là ăn rùa, nhưng tôi đã chủ động đỡ bóng bằng ngực theo cách này, 100% là sự thật. Bạn có thể thấy tôi đã xoay người và quả bóng đi vào lưới nhanh chóng. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất tự tin vào thời điểm hiện tại. Anh nghĩ gì về thời điểm bản thân không thể ghi bàn sau 14 trận đầu tiên? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, nhưng tất nhiên bạn có thể hơi thất vọng khi không ghi bàn. Tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đang học hỏi các đồng đội và biết vị trí của họ trên sân. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình và đó là điều quan trọng nhất. Tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng tôi sẽ luôn chiến đấu vì tập thể. Anh đánh giá thế nào về các đồng đội của mình? Họ là những cầu thủ chất lượng. Tôi chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Tôi muốn tiếp tục chơi với họ và tiến bộ hơn. Hy vọng họ cũng có thể tiến bộ hơn khi chơi bên cạnh tôi. Câu hỏi cuối, 4 trận thắng liên tiếp có ý nghĩa gì? Hôm nay thật tuyệt vời. Chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách với Villa và Spurs. Chúng tôi cần tiếp tục cố gắng giành một suất tham dự Champions League và vẫn đang ở FA Cup. Phòng thay đồ thực sự muốn giành được những danh hiệu. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!